Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dưới tác động của khối khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc và miền Trung chấm dứt nắng nóng. Lưu ý là trong đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh đi kèm với các thiên tai nguy hiểm. Ngoài các thời tiết cực đoan xảy ra trong mưa dông thì khu vực vùng núi bao gồm các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn cũng cần đề phòng với mưa có lượng từ 20 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Do vừa có mưa vừa có tác động của không khí lạnh nên đêm nay nền nhiệt trên toàn khu vực giảm nhanh. Hầu khắp khu vực trời chuyển lạnh với mức nhiệt phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Sang ngày mai, trời vẫn chủ đạo là nhiều mây và rải rác có mưa, vì thế mà nền nhiệt cao nhất ngày chỉ xoay quanh ngưỡng là 23 cho đến 25 độ, trời mát. Với miền Trung, trời cũng giảm nhiệt hẳn và chuyển dịu mát hơn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ do có tác động của không khí lạnh gây mưa. Mức nhiệt cao nhất ngày mai chỉ từ 25 đến 27 độ, còn với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng cũng không mạnh và nhất là không còn chịu tác động của thấp nóng hay gió phơn. Vì thế mà nhiệt độ sẽ chỉ quay quanh ngưỡng là 31 đến 33 độ. Ở phía Nam, sau những ngày nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai sẽ có ngày chủ nhật với thời tiết đẹp. Trời không mưa, nắng vừa phải với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở 5 tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 32 tới 34 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc không mạnh, tuy nhiên những cơn mưa dông xuất hiện kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Còn ngoài khơi, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa hay là ở khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa đều duy trì gió có cường độ yếu đến trung bình cấp 3, cấp 4 nên gió nhẹ, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 25 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.